Trời mưa này vừa mới order cốc trà sữa. Ngon quá, bây giờ xem phim thì gọi là hết sảy đây này. À, anh Bi với Thành mới ra một game mới, phải vào xem luôn. Ôi, game anh Thành chơi hay đấy nhở. Úc gì chơi ngoài đời thật. Nhưng mà ngoài đời thật thì làm gì có súng thật mà bắn. Bắn nhau để ghẹo à? Không được. Thế này thì mình phải nghĩ ra trò gì. À, vẫn là cái trò này, nhưng mà mình tiêu diệt bằng súng lép. Đúng, đúng. Hợp lý. Ôi, hay thế này thì mình có hôm nay tôi sẽ làm cho bạn xem một trò ảo thuật về bài này cực kỳ là đỉnh cao mà tôi mới học được. Đều 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 bạn phô diễn luôn đi, tôi rồi, xem nào. Bạn nhìn thế này, bây giờ nha, đây là một bộ bài 52 lá đấy, bạn hãy chọn một quân bất kỳ mà bạn thích. Đây đây quân này. Ok, tôi được rơi cho khán giả rồi xem không? Cho khán giả xem, tôi không thèm xem. À rồi, ok nào. Ok đây, bạn rồi định làm gì nữa? Bây giờ bạn hãy nhét nó vào giữa. Ok. Đó. Đây nha, vào giữa nha. Rồi. Được chưa? Rồi, rồi. Rồi, tôi sẽ kênh bài lên như thế này. Tôi có thể tôi cháo bài lên. Ui giời ơi. Ôi giời ơi, ảo thuật ra là ảo thuật ra lỡ người. Tôi mới học, tôi mới học được. Rồi, tiếp tục. Tôi sẽ cháo bài lên. Đấy, nghệ luôn. Được rồi đấy. Ui. Ok. Bạn học ảo thuật. Rồi. Chán ghê. Đấy, bạn có muốn cháo không? Tôi cho bạn cháo luôn. Được, tôi cháo thử. Chơi luôn. Ủa, bạn cũng không khác gì tôi là mấy đâu bạn ạ. Đây, 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 đây. Sao mày ngu thế hả? Rồi, ok. Rồi. Đó, và bây giờ tôi sẽ tìm quân của bài của bạn. Mặc dù là tôi chưa thèm nhìn đâu, nhưng bây giờ tôi sẽ tìm quân của bạn ở trong cái đống này. Đâu đâu đâu, thế bạn thấy chưa, bạn thấy chưa? Rồi bây giờ nha, bạn có tin là tôi chỉ cần búng tay một cái quân bài của bạn rơi từ giữa lên đầu tiên không? Tôi chả tin. Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được? Rồi bạn nhìn này. Ôi, đây có phải là quân bài của bạn không? Bây giờ mày đã đảo thuật sai rồi. Không phải à? Không phải. Ui giời ơi, thế thì bạn nhìn kỹ nhá. Ôi, bạn nhìn kỹ này. Bây giờ tôi sẽ rơi lên như này. Tôi búng một cái. Đây có phải quân của bạn đâu. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? À, thì cũng đúng. Trời ơi, thấy chưa? Nó phải gọi là đỉnh và cao các bạn. Ui. À, khoan đã. Tôi biết rồi. Sao? Bạn định dùng mánh khóe với tôi đúng không? Con 5 đích lấy con 10 cơ nó gần với nhau. Bảo sao? Bạn nhìn ra được à? Bây giờ bạn làm lại một pha đây, tôi làm một kiểu tôi sẽ cháo bài tự tôi cháo. Ok nào, làm đi. Rồi chơi luôn. Rồi bây giờ tôi chọn đây, chọn con này. Đấy, con này nhanh em nhá. Rồi okay. Rồi sao bây giờ tôi không cho bạn dí nữa. Bình ok tôi... rồi bây giờ tôi cháo nha. Ok cháo nha. Đây bạn ảo thuật nữa đi, tôi xem bạn ảo thuật như nào. Hào xui, nèo nèo. Bây giờ tôi tìm ra một quân. Quân nào? Làm sao mà biết được? Tôi cũng mong một cục các cụ phù hộ độ trì cho con tìm một phát ra quân này. Rồi, nào, tiếp tục trò chơi của bạn đây. Ảo mới trả thuật à? Bây giờ lừa được ai? Tôi thấy cái gì nó cứ xảy xảy đi. Đây có phải quân của bạn không? Đâu? Đây. Đây á? Đây đi, xài bé thì. Ui giời, bạn định bịp chỉ con em. Làm sao bịp được tôi, dăm ba cái trò chỉ con. Hai đứa đang làm gì ấy? Ôi chị Bờ ơi, Miller định diễn ảo thuật với em. Em bắt bài ngay mấy cái trò ảo thuật đó. Ôi giời ơi, giờ này mà vẫn chơi ảo thuật, chị có lẽ hay lắm. Chơi có gì, có gì, nói luôn. Game của em như thế. Nhưng mà đây, chị bè hẳn ngoài đời thật luôn. Ui, bê mà gì, game này bắn nhau. Bắn nhau chị chuyên. Trong game thì là súng lật, nhưng ngoài đời mình là súng lép đi. Chơi súng lép, tức là mình không chết. Really nigga. Thế làm sao được? Thế nhưng mà chơi là phải có cái gì chứ, lại gọi là phân thưởng phân hiểm đấy chứ. Phân thưởng cuối video bạn biết. Bí ẩn nhỉ. Nhưng mà một con số cụ thể là 6 chữ số. Ui, trời luôn. Đâu? Lao, đi xuống đây, ngồi xuống đây, đẩy. Đi phải bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây làm cái gì? Đi kéo sòng sọc luôn đi chứ. Đã. Rồi, tiểu nhị order cho hai bát mì cay đây. Mày bị điên à? Mì cay thì giờ vào đây để chơi mà. Thì nhưng mà chơi gì chị không nói. Đúng chơi rồi. Chơi là súng lép đấy.
Súng đâu? Súng Súng đây. À. Rồi bây giờ luật chơi như nào đây hả chị Bơ? Và trò chơi ngày hôm nay của chúng ta đó chính là cò quay Nga nha. Và chúng ta cần một khẩu súng và sau đó chúng ta sẽ gọi là lắp đạn ngẫu nhiên hoặc là có đạn hoặc là không có đạn. Sau đó chúng ta sẽ bắn, gọi là bắn lần lượt theo lượt. Chúng ta có thể bắn chính mình hoặc là bắn đối thủ và người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Chơi. À, thế thì trò này nó là trò may rủi à? Em lại cảm thấy hôm nay năng lượng của em tràn trề luôn. Ôi giời, tưởng thế nào, nhân phẩm của em nó vô cùng là tốt luôn. Nhưng mà trò này có xác suất là có thể trúng mình nhưng mà cũng có thể trúng địch. Nhưng mà khoan đã, cái khẩu súng này nó lòi ra hết chỗ đạn này thì bọn em nhìn thấy hết thì sao? Chỉ nhìn đạn vào bọn em cũng biết. Ờ chị, nhưng mà không lo, chị đã chuẩn bị gọi là hai cái mặt lạ. Đó, bây giờ hai đứa bị mắt vào thì giỏi mà nhìn thấy. À được, thế bây giờ lượt đầu tiên thì bọn tu sĩ xem ai là người được chọn nhân phẩm trước. Chơi đi. Vào. Tu sĩ ra cái gì ra cái này. Quỷ dài ấy, thấy chưa, em đã bảo năng lượng của em hôm nay hơi bị tốt này. Rồi, mời chị Bơ bích đạn đi. Rồi, bịt mắt vào đi. À, bịt mắt à? Đừng có tí. Bịt mắt đầu nào, đầu này có lỗ. Đầu này đây. Đồ ngu. Ủa, trong này thối thế. Em kỹ lắm rồi đấy. Kỹ lắm rồi à? Để chị. Các bạn ơi, mình sẽ giả vờ nhét đạn vào đây, nhưng thực ra là không nhét đạn đâu. Xong rồi. Bây giờ là Wheeler hay Moon đi trước nhỉ? Em. Cho em cái súng này. Từ đến lượt Wheeler đã. Lên cò chưa nhảy? Sợ quá. Ôi giời, cái gì đây? Ba nhỉ, bình tĩnh được nha. Vẫn đi em ơi. Theo như phỏng đoán của mình, ờ, nhà sản xuất sẽ không bao giờ cho đạn vào phát đầu tiên đâu. Nhầm rồi. Một trong hai người mà phải chết thì có mà hết phim nhanh sớm à. Nên là trong này sẽ không có đạn, mình sẽ bắn tự mình trước. Thằng mặt thằng mồm luôn. 50-50. Mình sẽ ăn 50 phần còn lại. Bắn. Hả? Cái gì đấy? Chết chưa chị Bơ? Úi giời ơi. Không sao ạ. Ôi bị mắt bị lại. Chị làm việc kiểu gì đây? Để em thắng cái xem nào. Bây giờ là chị cho Wheeler thua đi. Tí em có cái này cho chị. Mình có ba mạng cơ mà. Nhưng mà quan trọng là sau khi Wheeler bắn trượt là Wheeler được bắn với em nữa. Bây giờ chị đừng có phát này Wheeler bắn chị mình như thế nào em nha. Không, chơi lại công bằng ai làm thế. Đây. Mình không được làm thế, gọi là mất tính. Đủ công bằng chưa? Thế này là công bằng luôn đi. Rồi. Tí. Chơi luôn nè, là bây giờ là bịt mắt lại cho công bằng nha. Ok. Sao đúng rồi, chơi phải công bằng. Công bằng thì công bằng. Công bằng làm gì được kìa. Đúng. Rồi. Ok rồi. Bây giờ là đạn, súng là của ai nhỉ? Súng của Wheeler. Wheeler bây giờ chọn bắn ai? Ôi bà thân này, dân số sinh ra chúng mình. Nghe bạn đừng bắn tôi nha. Phát vừa lấy mình không trúng. Ờ. Khả năng phát này kiểu gì cũng trúng. Chơi đi. Cũng là 50-50. Nhưng mà mình tin vào vận may của mình ngày hôm nay. Nên nè, nhận lấy đạn đi. Ai sợ ấy, cứ vẻ là như thế đấy chứ. Chờ rồi bạn ơi. Chúng chưa, chúng chưa. Không có đạn. Chị chưa. Ui giời ơi. Con là ngành nào quả này đến lần em bắn luôn chị Bơ. Thế là hòe nhau rồi, bây giờ đến lượt của Bôn. Rồi, bịt mắt lại đi bạn ơi, bịt mắt vào. Đứng có tí. Lên đạn rồi đúng không chị Bơ? Ok. Phát này là em sẽ trả từ Wheeler, em bắn luôn Wheeler đây này. Nào nhận lấy cái hậu quả lấy mà bạn. Tiền lượng cho tôi đi. Có sao không? Khoan đã. Em trúng đạn hả? Đúng rồi. Thế là em chết luôn à? Không, mất một mạng thôi. Thế là mình có ba mạng. Là còn hai mạng nữa thôi. Không sao hết, chơi tiếp đi. Gà đúng là gà luôn. Em bảo nào. Gì? Theo phán đoán của em à, là Wheeler kiểu gì cũng tự bắn Wheeler thôi. Và chị nên đạn cho em biết chưa? Ok nha. Ok. Rồi bây giờ là mình sẽ gọi là lên lòng cho súng. Ôi lên đây chị Bơ ơi. Được chưa chị Bơ? Nhanh. Em hậu lắm rồi đấy. Xong rồi em ơi, bây giờ trao cái gọi là vương miện này cho Wheeler đây. Bóc gì? Đấy. Rồi. Tự xử đi em. Rồi. Phát này lên đạn lại. Mình phải ngẫm nghĩ tại sao phát đầu tiên mình lại không chết. Thế nên là mình sẽ dí luôn vào đây. Vào mắt đây này. Vào mắt à? Ừ.
Chơi luôn. Bắn. 2, 3. Lại thì đây này. Xong rồi, đi xong rồi. Dỡ chưa? Ôi, vào hả? Vào, vào. Thế hay luôn. Dài. Để hết rồi. Được rồi, đến lượt tôi bắn được không? Đúng. Đó, quả này thì bạn xong đời với tôi rồi. Rồi, lên lên lòng cho em phát thì bơi. Từ từ đã, để xem lại điểm số. Bây giờ đang là một đều. Hai đứa còn hai mạng. Mỗi đứa còn hai mạng. Đúng. Thoải mái đi. Nhưng không, độ khó phải càng ngày nó càng hơn chứ. Chị sẽ gọi là ra thêm một cái gọi là thử thách nữa. Cho hai đứa tăng thêm độ khó. Như nào? Như này. Ồ, cái gì đây? Cái khóa này là mình có thể là làm cho đối phương bất đi một lượt. Đói, còn cái này là ích đối sát thương. Ích đối sát thương. Còn cái kính, đây là cái kính lúp nha. Ok. Có thể là mình nhìn thấy được là đối phương có đạn hay không. Ôi, thế cái này có lợi này, được đấy. Ôi, nhưng mà bây giờ bọn em thích cái bọn em nhút một cái đúng không? Làm gì đơn giản thế bây giờ, bịt bắt lại đồng chí cho chọn. Rom đùm rom đùm đúng không? Đúng, đúng. Ok. Sát xuất ngẫu nhiên, bịt mắt bịt mắt. Bây giờ đến lượt ai bắn nhỉ? Huy Lơ à? Ừ đúng 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 đúng. Đúng cái gì mà đúng? Lúc nãy em bắn rồi, bây giờ đến lượt bùn. À, đúng rồi, đến lượt em cơ mà. Được rồi, bịt mắt để em rom đùm. Chị Bơ cho đạn vào luôn đi nha. Cho đạn vào đi luôn này. Ok, đạn thì đạn lúc nào chẳng có. Rồi chị Bơ xong chưa, để em nhúc vào phẩm cái nào. Nhét nhét đạn rồi, bây giờ để em chọn 1, 2, 3, số thứ tự. Ok, em chọn đạn nha. 1, 2, 3 chọn đi. 1, 2, 3 thì em chọn số ở giữa đi, số 2. Số 2, xin chúc mừng em quay vào ô. Cái gì đấy, cái không, gì đấy? Không, nói lộ. À, rồi rồi, em được ấy đúng không? Đúng, em được mở ra. Ok. Thôi để em xem nào, để em xem nào. Uy tín. Uy tín đấy, được rồi. Phát này là lên còi đúng không chị Bơ? Đúng. Ui trời ơi. Thế gì không bạn ơi? Chết chưa? Mở mắt ra. Mở mắt ra cho lắng âm vào nhà. Cũng gọi là may mắn đây. Đó, vật phẩm mới. Rồi. Quả này là tiếp tục lượt em đúng không? Đúng. Lần này là bốc vật phẩm tiếp. Đúng rồi, chị phải thay đổi vật phẩm. Bây giờ chị phải đổi gọi là vị trí của các vật phẩm này. Rồi bây giờ là chọn đi. À, đếm số thứ tự. Lần này là bốc 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ừ, chọn đi. Ai xài 1, em vừa nói xong. Chúc mừng em quay vào ô. Cái gì đây? Không được nói, chỉ được sao. À, được. Ôi. Bạn ơi, thò tay ra tôi nhờ tí. Thò tay. Rồi. Bạn bị cầm tay rồi. Lượt này tôi lại được bắn tiếp. Lượt này lại được bắn tiếp à? Để chị lên lòng cho em. Rồi đấy. Ôi được quá, được quá. Rồi. Lần này thì ai biết kết quả rồi đấy. Chơi. Úi à. Chỗ nào úi, bánh mì bánh úi. Úi này. Úi giờ anh nổ hơi bị toa rồi đây. Vậy là tỷ số đang là 2-1. Hơi một. Rồi bây giờ em được tháo đúng không? Tháo rồi. Rồi. Bây giờ là đến lượt rồi. Bây giờ đến lượt em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Bí mắt. Em. Ok. Đừng có nhìn, tí chị đổi cơ mà. Rồi em... bây giờ là chị sẽ lên nòng trước. Em biết là em sẽ chọn cái gì luôn. Là bây giờ thì 1, 2, 3, 3, 2, 1 em chọn cái vật phẩm gì để chị đưa cho em. Ây, chết tiệt. Bây giờ nhá, bùn còn hai mạng, mình chỉ còn một mạng thôi. Trong này có một cái ích đối sát thương, mình sẽ phải chọn con dao luôn. Ấy trời, em chọn... nhưng mà chị Bơ đổi vị trí rồi. 1, 2, 3, 3, 2, 1, chọn cái nào? Em chọn số 1 luôn đi. Chúc mừng em quay phải ô đây. Úi trời ơi, thuôn thuôn dài đúng cái món mà mình yêu cầu luôn rồi. Cái gì đấy? Có cần súng nữa không? Đừng có chứ. Đừng bảo là cái dao nha. Mình mà cho đạn vào đây thì Lơ sẽ đánh mất. Đúng nhất là mình sẽ không cho. Nha. Rồi. Đấy, kiểu này kiểu gì cũng sẽ có đạn và mình sẽ phải cưa đôi cái này và ích đôi sát thương. À, cái gì đấy? Bắn đi. Lần 9 vương trời là mẹ nếm lại 10 vương phật. Cha mẹ khí thật đấy. Không đạn, không có đạn, không có đạn. Lộ xuống. Bạn còn gì chăn chối nữa không? Tôi bảo là không có đạn thôi. Nhận lấy. Bra. Ồ. Chết rồi. Tuyệt vời, không có đạn. Khá đấy. Phép. Ui giời ơi. Mất công chọn con dao mà không có đạn.
cay thật. Lều. Chị bơ đọc tỷ số. Bây giờ tỷ số đó là 1, 2 2-1. Thì 1, 2 thì nó vẫn thế. Được rồi. Bây giờ là bịt mắt vào. Bây giờ đến lượt buôn bán. Đến lượt em bán nữa. Được. Bây giờ là chị sẽ đổi vị trí của những cái này. Bịt mắt vào. Rồi. 1 nhé. Số 1 đấy. Ok. Nào bây giờ là buôn lên chọn đi. 1, 2, 3. Em chọn số 1. Giỏi cả mình đấy. Bây giờ là chị sẽ gọi là chị sẽ lên lòng cho em gọi là chị Thúy Lê luôn. Hóng chơi. Chiến đi. Rồi số 1 để xem cái gì đây. Được của nó đấy chứ. Được chứ sao không được. Để em xem nào. Ok. Lên lòng với nhá, lên lòng với nhá. Nào. Cần áo mà trai, bạn đã là người thua cuộc. Thua cuộc. Các cụ phù hộ cần gì? Bây giờ tưởng nghiêm phẩm đi làm chị bơ nhỉ? Ờ. Làm sao mà làm tiền nhỉ? Nè. Bây giờ công bố phần thưởng cái gì bơ? Là bây giờ tỷ số là phần thắng thuộc về bồn. Thế bây giờ phần thưởng là gì? Và phần thưởng là người tôi nhận cơ mà. Thua cuộc chê phải chấn người, thắng cuộc đi ăn một bữa hải sản. Được quá, đi luôn rồi bạn ơi. Đi. Đừng có mà trốn. Ui trời ơi, còn cái nịt thế này thì hải với sản đi gì nữa. À quên. Vậy là trò chơi cò quay nga của chúng mình kết thúc tại đây. Các bạn biết ai là người chiến thắng rồi đấy. Rồi ơi, các bạn hãy comment ở phía bên dưới là giải cứu Wheeler nha các bạn. Và nhớ like video và đăng ký kênh. Và đặc biệt là xem quảng cáo để cho chúng mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì đội mời đội kia đi ăn hải sản. Mình chắc uống nước lạc mất.